7 giờ kém rồi. Đến giờ đi học rồi Cam ơi. Mau chuẩn bị cặp sách đi để rồi đi học. Hôm nay em không đi học đâu. Cái gì cơ? Em Cam bảo cái gì? Hôm nay không đi học á? Sao lại không đi học? Bút chì của em lớn hết rồi. Và cũng dùng hết rồi. Chẳng còn cái gì để đi học. Vô lý thật. Vừa mới sáng hôm qua anh chở em đi mua những hai cái bút chì, thế mà hôm nay đã bảo là viết hết chì á. Viết gì mà viết nhiều thế? Vở cũng mới mua tuần trước mà, sao mà đã viết được hết rồi nhỉ? Em không biết đâu, vừa hết rồi. Để em đi học Bực thật đấy. Bây giờ bút chì không có thì đi học không đi được thật. Thôi được rồi, ngồi đấy để anh chạy ngủ ra. Đằng má anh mua cho cái bút. A few minutes later. Hôm nay anh mua được cái này á, cực kỳ là hay ho luôn. Em Cam từ giày không còn lý do gì để mà trốn, không chịu đi học nữa các cậu ơi. Hết bút chì đúng không? Đúng 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 đúng. Đây này. Nhìn thấy cái gì đây chưa các cậu ơi? Ôi trời ơi. Cái bút chì chứ còn cái gì nữa các cậu ơi? Đã bạn nào mua được cái bút chì to như thế này chưa? Cái tội của em Cam chắc là viết là cũng hay tí mạnh ý. Thế nên là cái chì ngoài chì này nó rất hay mòn. Bây giờ anh mua cho cái bút này Nhìn này, cái ngoài nó to như thế này cơ mà. Viết ra còn lâu mới hết được cái bút này nha. Nào, anh mua cho em Cam cả hai quyển vở đấy rồi. Bây giờ sẽ nè, bút khổng lồ và vở tí hon. Em Cam mà mang đi học đảm bảo các bạn nó thích ơi là thích luôn. Rồi nha, để anh thử viết cho mà xem có viết được không nha. Chữ gì bây giờ Cam bảo anh viết chữ gì nào? Chữ gì? Chữ đà gì? Chữ đà này. Đà. Đấy. Một nét gạch ngang ở đây. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, nét cả giấy rồi. Đúng vậy các bạn ơi. Mới đầu viết chưa quen, viết cái bút này thế nào mà thủng luôn cả cái tờ giấy này. Đúng là bút khổng lồ có khác. Thế nên á, em Cam mà viết cái bút này á là mình phải viết nhẹ nhẹ thôi nha. Ấn nhẹ thôi, bởi vì chỉ cần ấn nhẹ thôi là nó cũng ra được chữ rồi. Đấy, chữ O đây này. Đấy, Cam thử cầm viết cho anh xem nào. Cái tẩy của cái bút này nó cũng to cơ, nhìn này. Tẩy, 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 tẩy. Tẩy, 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 tẩy. Nhưng mà thôi, em viết ra chỗ mới rồi đi. Để anh xem em có viết được không nào. Em biết chữ gì đây? Đố các bạn biết là em Cam biết cái chữ gì đây? Chữ A đây nha. Ôi dồi ôi, em Cam thì không biết được cái bút này không? Thế thì cầm bút, cầm vở này đi học đi nhanh lên. Cái bút này to như thế này, không biết là có đút được vào cái cặp sách này không cơ. Nó vẫn thừa ra cái đầu này các cậu ơi. Được rồi, thế thì để mai anh mua cho cái cặp sách to hơn. Còn hôm nay cứ cho nó thò ra như này vậy. Đi học thôi. Here we go. The next morning. Hai cái con bé Cam này, mọi hôm ngoan thế cơ mà, tại sao hôm nay em nằm đấy ăn vạ thế này? Mỗi lần mẹ mua đồ chơi đều chia đều cho hai anh em, có thiên vị ai đâu. Mà sao hôm nay con lại bảo là mẹ thiên vị anh Nhím? Mẹ mua cho anh Nhím điện thoại nào, nó mua cho con. Mua điện thoại cho anh Nhím á? Mẹ làm gì có mua đâu. Hả? Anh Nhím bây giờ vẫn đang đi học, dùng điện thoại để làm gì? Hôm qua cháu cũng nhìn thấy trong cặp bạn Nhím có một chiếc điện thoại. Cảm ứng hơi bị xịn luôn. Thật thế hả cha? Trong cặp của thằng Nhím có một chiếc điện thoại à? Kỳ lạ thật đấy. Điện thoại đấy ở đâu ra nhỉ? Hay là nó trộm của ai? Thế không phải là cô mua cho bạn Nhím à? Thế thì bạn ấy lấy tiền đâu ra mà mua điện thoại xịn thế nhỉ? Phải điều tra rõ chuyện này mới được. Cô cứ để cháu với em Cam giải quyết vụ này cho. Đúng rồi, đúng rồi đấy. Con đã giải chuyện này cho coi như vậy được. Được rồi,
Bây giờ cô cũng đang có việc bắt chàng với cả em Cam. Mau điều tra chuyện này cho cô. Này 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 nhá, ai cho cậu với em Cam đòi quyền lục soát cặp của tớ thế? Đây đây là cặp của tớ, là quyền riêng tư của tớ cơ mà. Mẹ cậu đã giao toàn quyền cho bọn tớ rồi. Bọn tớ có quyền kiểm tra cặp sách của cậu, xem phải ở trong đấy có chứa đồ ăn trộm không. Mẹ bảo là như ăn không nghe này, chỉ nên dùng cái voi để đánh đít. Thấy chưa? Cho nên ấy, là cậu ngoan ngoãn nghe lời chúng tớ đi, mở cặp sách ra. Vô lý thật đấy, tự nhiên bây giờ lại phải mở cặp sách ra. Đây, cặp sách đây, kiểm tra đi. Em đã nhận ra giới chỉ trên cái điện thoại đây này. Đâu, đưa chị xem. Thấy chưa? iPhone này chắc chắn là mới mua em Cam ạ. Cho nên là vẫn còn ở trong cái túi này, nguyên đai nguyên kiện luôn. Nói thật đi, cậu lấy tiền ở đâu để mua điện thoại? Cậu đưa đây đi. Điện thoại. Chả điện thoại. Tiền ở đâu? Cái này các cậu nhìn chả kỹ cái gì. Để tớ bóc cho mà xem. Đây, cái gì đây? Điện thoại. Đây này, ở trên này còn có bao nhiêu cái bấm này. Cái này anh hay xem ý rất em biết thế là. Nhìn thế này mà vẫn bảo nó điện thoại à? Thế đây, em cầm em gọi điện xem nào. Alo. Có ai nhỉ? Sao không thấy ai trả lời nhỉ? Xong cái gì mà xong? Chả biết cái gì cả. Đây không phải là cái điện thoại làm gì mà nó bé như này. Điện thoại thì nó phải to gần bằng bàn tay cơ mà, đúng không? Không. Có điện thoại bé thế mà. Đưa cho anh cái bút. Đây nha. Đây không phải là điện thoại đâu các bà ơi. Đây này. Nhìn thấy chưa? Tớ vừa viết bút chì ra đây này. Tớ dùng này. Cái này nó là cái tẩy hình điện thoại. Hiểu chưa? Cái gì cơ? Bút tẩy hình điện thoại á? Mam, em Cam ơi. Đúng là cái tẩy rồi. Sao bây giờ người ta sản xuất hay nhỉ? Lại còn có cả tẩy hình điện thoại. Thế là rõ rồi nha. Các cậu chưa nhìn rõ cái gì đã đổ oan cho tớ nha. Bây giờ các cậu xin lỗi tớ đi. Không. Em còn nhìn thấy trong cặp còn rất nhiều đồ đáng nghi. Mình phải lục soát hết. Cái gì đây? Tôi là bánh kiểu gì trên đây? Đây, cái gì đây các bạn ơi? Đây không phải là đồ ăn bánh kẹo thì còn là cái gì nữa? Đây là bánh bích quy này. Đây là kem ốc quế này. Không phải bánh bích quy, đây là bánh đu lút mà. Đồ nút hay bánh bích quy thì đây cũng là hộp đồ ăn. Cậu đi học mà không mang sách vở đi, lại mang đồ ăn để làm gì? Làm gì là làm gì? Các cậu buồn cười thật đấy. Đồ của tớ thì là của tớ chứ. Cái này không phải là đồ ăn đâu. What? Thế rõ ràng là bánh nào không phải đồ ăn. Anh định lừa bọn em à? Để tớ bóc cho mà xem. Đây, bánh donut của em Cam đây. Nhìn thấy chưa? Xa đi. Đúng là không phải là bánh thật. Không phải là bánh á? Thì là cái gì? Đưa đây cho xem nào. Nhìn chung nó lạ thật đấy. Bên trên thì có một cái lớp gì đó màu tím tím. Phía dưới thì màu trắng trắng nhưng mà cứng lắm. Bánh thì nó phải mềm chứ nhỉ? Ui, em Cam lại còn bóc ra của anh mất rồi. Đưa đây nào. Bóc ra như này thì còn gì là bánh donut nữa. Mình lắp vào đây. Thế đây nó là cái gì? Đây nó cũng vẫn là tẩy các cậu ơi. Nhìn đây này. Thấy chưa? Bây giờ đồ dùng học tập á, người ta làm nhiều mẫu ma sáng tạo lắm. Còn làm đồ ăn với điện thoại thế này thôi á. Đấy, tẩy một pha là sạch hết luôn. Tất cả cái này đều là tẩy hết. Cả cái đống kem đây này. Kem ốc quế đúng không? Đúng rồi. Nhìn trông như là thật luôn, để trong hộp luôn. Nhưng mà các cậu sờ xem có lạnh không? Kem thì nó phải lạnh chứ. Đúng thật các bạn ơi. Sờ không thấy lạnh gì cả, mà lại còn cứng. Phần ốc quế, phần kem á, đưa đây. Em Cam viết chữ A. Đây này, nhìn thấy chưa? Tẩy siêu đẹp luôn. Phần kem nhá, phần ốc quế xem có tẩy được không nhá.
ốc quế cũng tẩy được luôn. Đấy, chả có đồ ăn nào cả. Tất cả thứ mang đi đều là đồ dùng học tập hết. Thế còn cái này? Cái này chắc chắn không phải là tẩy đúng không em Cam? Chị nhìn trên hình này, đây là một cái túi. Còn ở ngoài cái túi nó lại có ký hiệu một cái bánh phô mai. Chắc chắn đây là bim bim phô mai đúng không? Mà phía bên dưới nó còn ghi là 2-3 gram trọng lượng của gói bim bim mà chị em mình thường ăn ý. Làm sao mà chối được chúng tớ? Cậu định lừa chúng tớ đúng không? Cậu cứ bóc ra thì biết. Bóc ra, bóc luôn. Đây này. Mở đâu nhỉ? Bình thường là bim bim hay xé ở giữa này đấy em Cam. Ui, đừng đừng có xé cái này ra. Cậu làm rách của tớ đây. Đây chỗ này là chỗ người ta khâu vào. Còn muốn mở cái này phải mở ở đây này. Đằng sau nó có khóa đây này. Bim bim thì làm gì có khóa nhỉ? Em cũng chưa gặp gói bim bim nào như thế. What the hell? Thấy chưa? Có gì bên trong không? Không có gì, thế đây nó là cái gì? Cái này nó là hộp đựng bút đây này, nhìn thấy chưa? Hộp đựng tẩy này, hộp đựng tẩy này. Cho hết cả vào đây, đây chính là hộp đựng bút đây. Nhưng mà bây giờ người ta làm hộp đựng bút là hình cái bánh, hiểu chưa? Hình cái túi bánh đây này, trông nó mới dễ thương. Tìm đi xem còn gì nữa không? Đây không phải là kẹo đâu. Các cậu nhầm rồi. Cái này cũng không phải là tẩy, cũng không phải là cái gọt bút chì hay là cái gì. Thế là cái gì? Để tôi bóc cho xem. Các cậu nhìn nha, các cậu nhìn nha. Bóc cái kẹo này ra này. Đây. Các cậu có biết cái này là cái gì không? Cái này ấy, chính là một cục khăn giấy đấy. Nhưng mà nó đang hơi cứng. Cái này nếu mà mình muốn làm mềm hơn, mình có thể nhúng vào nước. Bình thường khi mà đi học mình chảy mồ hôi tay đây này, hoặc là mình viết mà mình dây ra mực ra tay ấy, mình sẽ dùng cái khăn giấy đây này. Đây, tớ dỡ ra cho. Đấy, nhìn trông như một hình một viên kẹo đúng không? Nhìn thấy chưa? Các cậu nhìn thấy chưa? Lau tay, lau mặt. Lau tay này, lau mồ hôi tay này, lau những cái vết bẩn lúc mà mình viết đi, để cho quyển vở lúc nào nó cũng sạch. Mà nó trông như hình một viên kẹo luôn, mà nó gấp rất là gọn, thấy chưa? Công nhận là cái túi cặp sách này của bạn Nhím lắm đồ linh tinh thật đấy. Làm chị em mình lại hiểu nhầm anh Nhím mất rồi. Cái này đây là một cái bánh. Bánh này là hamburger. Thế nó cũng là một cái cục tẩy cậu? Đúng rồi, nó là cục tẩy. Mà cái hamburger này nha, người ta sản xuất ra rất nhiều lớp này. Mình có thể tháo rời từng lớp ra nè. Đây là lớp bánh này, đây là lớp rau này. Đúng rồi. Còn đây là lớp thịt này. Tức là mình dùng cái gì mình tẩy cũng được đúng không? Đúng rồi. Rau cũng tẩy được, mà thịt cũng tẩy được, lớp bánh ngoài cùng cũng tẩy được. Thú vị đấy. Cái này củ cà rốt. Củ cà rốt là cái gì? Cũng là cục tẩy. Cục tẩy á? Wow, anh Nhím còn có một cái cục tẩy siêu to khủng nờ luôn. Đâu? Lại còn tẩy banana à? Tẩy hình quả chuối. Để tớ thử tẩy cái này nhá, xem có được không. Wow, cục tẩy này còn bên trong còn có một cái gói chống ẩm các bạn. Ui là trời, khiếp, cẩn thận thế. Sản xuất giống y hình một quả chuối luôn. Mà ngửi mùi xem nào. Mùi lại còn thơm như bánh. Tẩy nha. Here we go. Ê, hết cả tay. Sao không tẩy được chữ A này? Các cậu tưởng đây là mấy cái tẩy hình rau củ quả đúng không? Nhưng không phải đâu. Nhìn đây này, một quả chuối kéo dài được ra này. Nhìn bên trong mà xem. Đây là bánh đây. Bánh hình quả chuối chứ không phải là tẩy đâu. Cái này ấy, là bữa ăn sáng của tớ đây. Tớ mua để mai tớ mang đi học tớ ăn sáng đây. Đây này. Bánh mì. Nhân bên trong này. Có nhân bơ này, nhân chuối này. Thơm lắm. Em Cam nói ăn á. Anh Nhím cho em một miếng đi. Từ giờ em không ăn lại cái gì nữa đâu. Úi giời. Thấy có đồ ăn một cái ăn là từ giờ em không ăn mẹ nữa đâu. Thôi được rồi, anh cho em Cam một miếng. Em tin. Cái tẩy hình cà rốt này sẽ ăn gì chan ạ? Dùng con nâu với hát.